Bài tập số 7 này. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30 độ C. Một cái bình thì đã chứa lượng khí ở nhiệt độ là 30 độ C và áp suất là 2 bar. Và áp suất là 2 bar. 2 bar. Nhớ là đơn vị áp suất bar 1 bar thì tương đương với 10 5 đơn vị Pascal nhé. Hỏi phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để áp suất tăng gấp đôi? Hỏi phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để áp suất tăng gấp đôi? Tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu nhé, tức là lên tới chứ không phải là tăng thêm. Tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu đấy, thêm cái chữ đó vào. Đến lúc này ta hiểu là một cái bình nó chứa khí ở 30 độ C áp suất 2 bar, bây giờ phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu thì để áp suất tăng gấp đôi. Ta phải tự hiểu là thể tích của mình không có gì thêm cả, mặc dù đầu bài không đề cập đến nhé. Vậy đây là một quá trình chuyển đổi trạng thái của khí, ta tạm coi là khí lý tưởng. Trong điều kiện thể tích không thay đổi, tức là đặc áp. Vậy lúc này cần nghĩ đến cái định luật sắc đó. Ban đầu ở trạng thái ban đầu đó thì áp suất P1 bằng 2 bar nhẹ. Còn nhiệt độ T1 bằng bao nhiêu? 30 độ C mà. Nhưng nhớ rằng là định luật Sackler là áp dụng khi nhiệt độ được tính theo được nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ tuyệt đối. Để chuyển từ nhiệt độ C sang độ tuyệt đối thì bằng cách lấy độ C cộng 273. 30 cộng với 273 là 303 độ K. Đấy. Về sau, ở trạng thái thứ hai, để áp suất tăng lên gấp đôi có nghĩa là P2 bằng 2P1 là bằng 4 bar. Thì câu hỏi đặt ra là P2 bằng bao nhiêu? Chúng ta mới để áp dụng cái công thức của cái định luật Sackler. Đó là gì? P1 trên P1 thì bằng P2 trên P2. Nếu vậy ở đây em sẽ suy được P2 của mình này. P2 bằng P1 nhân với P2 chia cho P1 và nhân mũ còn lại. Các em lại phải thay số. T1 là 303 nhân với P2 là bằng 2P1 tức là 4 chia cho P1 tức là bằng 2. Như vậy em sẽ được P2 bằng 303 và nhân với 2 tức là 606 độ K. Hay quy sang độ C thì chúng ta lấy 606 này và trừ đi 273 nhé. Em nhớ cho thầy này, muốn chuyển từ độ K sang độ C thì em lấy cái độ K đó trừ đi 273. Còn ngược lại, muốn chuyển từ độ C sang độ K thì em lấy độ C cộng thêm 273 nhé. Em sẽ được là 3 này, 3 nhớ 1 này, đúng không? Chuyển 1 vào đây nữa thì nó sẽ còn lại là 3. Vậy được kết quả là 333 độ C. Vậy nếu nó đang ở cái nhiệt độ là 30 độ C mà muốn cho áp suất nó tăng lên gấp đôi thì lúc này nhiệt độ các em phải là 333 độ C. Đấy là kết quả của cái câu số 7. Giờ ta sang câu số 8. Đúng bài của câu số 8 này.
Một chiếc lốp ô tô chứa không khí. Chứa không khí. Có áp suất 5 bar. Có áp suất P bằng 5 bar. Và nhiệt độ. Và nhiệt độ là 25 độ C. Khi xe chạy nhanh, thì lốp xe nóng lên. Lốp xe sẽ nóng lên và làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng tới 50 độ C. Và nhiệt độ tăng tới 50 độ C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe các bạn. Tính áp suất các bạn. Như vậy chúng ta có cái lốp xe, mặc dù nó làm bằng cao su nhưng nó rất ít co giãn, thì ta có thể tạm coi như là thể tích của nó không có gì thay đổi. Đã. Vậy thì khi nhiệt độ của nó tăng lên thì hiển nhiên áp suất cũng sẽ phải tăng theo cái công thức của định luật Sát Lân nhé. Ta có thể tóm tắt là trạng thái đầu, tức là trạng thái mà nhiệt độ chưa tăng lên thì áp suất của nó T1 bằng 5 bar, và nhiệt độ T1 bằng 25 độ C, hay bằng 25 độ C mình chuyển sang độ K thì sao? Em lấy 25 này cộng với 273 thì sẽ được kết quả là 298 độ K. Nhớ cho thầy là khi áp dụng định luật Sát Lân ta phải chuyển sang nhiệt độ tuyệt đối. Về sau, tức là cái trạng thái khi đã tăng nhiệt độ lên đấy, thì áp suất P2 bằng bao nhiêu ta chưa biết, nhưng nhiệt độ ta đã biết nó bằng 50 độ C, và bằng khi chuyển sang độ K này, 50 cộng với 273 bằng 3 nhân 1 này, sẽ là 3 này, 2 nhân 1 này, và 3 sẽ là 323 độ K. Tôi đã làm áp dụng công thức của định luật Sát Lân cho trường hợp đặc biệt này, chúng sẽ có P1 trên P1 bằng P2 trên P2. Vậy suy ra P2 sẽ bằng gì? P2 sẽ bằng P1 nhân với P2 chia cho P1. Đấy. Chúng thay số này. P1 là 5 bar nhân với T2 là 323 chia cho T1 là 298. Bây giờ chúng ta ấn máy tính nhé. Lấy 5 mà nhân với 323 được bao nhiêu? Em chia cho 298, kết quả sẽ ra xấp xỉ 5,42. Vậy P2 sẽ xấp xỉ 5,42 đơn vị là bar. Đấy là kết quả của câu số 8, và cũng là câu cuối cùng trong sách giáo khoa. Tiếp sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải những bài tập khó hơn, những bài tập nâng cao hơn về chủ đề này. Thì lưu ý là để theo dõi đầy đủ các cái bài giảng của thầy nhé, một cách hệ thống và đầy đủ đấy, thì các em hãy kích chuột vào cái ô màu vàng ở góc dưới cùng bên tay phải của các em. Ở đó sẽ dẫn đến một cái video, nó sẽ hướng dẫn các em cái cách thức làm thế nào để có được bộ video bài giảng đầy đủ của thầy về chương trình vật lý lớp 10. Hoặc là cách thứ hai, em có thể vào cái địa chỉ website của thầy nhé, là trong blog của thầy này, blog.com.